Thưa quý vị, dù năm tháng có qua đi, chiến tranh đã lùi xa, song những gì nó để lại vẫn còn hiện hữu trong chính cuộc sống thời hiện đại. Phùng Quán đã dùng chính ngòi bút của mình để phác họa lại hiện thực chiến tranh tàn khốc và chân thực nhất có thể. Ông là thiên tài trong việc khắc họa sự đau thương, bi hùng của chiến tranh và nỗi mất mát của tuổi thơ. Thấy được sự khổ đau mà chiến tranh mang lại. Đặc biệt, tuổi thơ dữ dội của ông đã đi vào những thiệt thòi của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng phải đối mặt với mưa bom, bão đạn. Sau đây là thuyết trình của em Phan Trúc Quyên, đến từ trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, em tên là Phan Trúc Quyên, học sinh lớp 71 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Hôm nay em xin đại diện cho lớp 71 tham gia thi thuyết trình sách. Mời các bạn cùng theo chân mình để khám phá cuốn sách này nhé. Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, có một viên ngọc quý thời gian dành riêng để ban tặng con người, đó là tuổi thơ. Viên ngọc màu nhiệm, trong sáng nhưng quá mong manh, không thể tìm thấy lần thứ hai trong đời. Và có một thế hệ người Việt chưa bao giờ được cầm viên ngọc trên tay. Tuổi thơ dữ dội, tác giả Phùng Quán, nhà xuất bản Văn Học, xuất bản năm 2013, được viết cho thế hệ đó. Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm gồm 8 phần của nhà văn Phùng Quán. Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Câu Vân. Cuốn truyện miêu tả xúc tích quá trình tham gia chiến đấu của hơn 30 thiếu niên, tập trung vào các nhân vật tiêu biểu là Lượm, Mừng, Quỳnh Sơn Ca và một loạt các nhân vật khác như Tư Giác, Bồng Da Rắn, Vịnh Xưa. Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của tác giả Phùng Quán được xuất bản và nhận giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. 2 năm sau đó, tác phẩm được dựng thành phim. Đến nay, Tuổi thơ dữ dội được tái bản nhiều lần với thiết kế trang bì khác nhau, đem đến cho bạn đọc cảm giác mới mẻ và đầy hứng thú. Một cuốn sách dày gần 800 trang là những trải nghiệm chân thực nhất từ trước đến nay. Những điều viết về một Việt Nam anh hùng cai cốc, từ trẻ nhỏ đến người già, là những khía cạnh khác của bước đường giành độc lập trong chiến tranh. Nguyễn Khắc Viện đã từng viết về tác phẩm như thế này: sách dày gần 800 trang mà người đọc không bao giờ muốn ngừng lại, bị lôi cuốn bởi những nhân vật ngây thơ có, khôn ranh có, anh hùng có, vì những sự việc khi thì ly kỳ, khi thì hấp dẫn, khi thì xúc động đến ứa nước mắt. Tôi chỉ mong làm sao cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam đọc được sách này. Quả thật, đây là một bộ sách vô cùng kỳ vĩ, một công trình khổng lồ, một vùng tư liệu lịch sử đáng quý được Phùng Quán viết trong 18 năm trời ròng rã. Tuổi thơ dữ dội kể về cuộc đời chiến đấu hoàn toàn có thật của những chiến sĩ thuộc tổ trinh sát trung đoàn Trần Câu Vân, những chú bé chỉ mới trạc 13, 14 tuổi đời. Sách được chia làm 8 phần. Mỗi phần lại là một câu chuyện về những chiến lính nhỏ tuổi khác nhau. Với tôi, tuổi thơ dữ dội là ước mơ, là bản thiên anh hùng ca và là khúc bi tráng của lớp trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Những cái tên như Lượm, Mừng, Quỳnh, những nhân vật thật đã đi vào lịch sử, trở nên quen thuộc và gần gũi hơn bao giờ hết. Có thể nói, chiến tranh khi nào cũng vậy, bi thương, đầy máu và nước mắt, nhưng đôi lúc nương tựa theo những dòng văn cảm xúc dạt dào, đầy hồn nhiên và giản dị như chính các em thiếu niên trong truyện, người đọc lại khẽ bật cười khúc khích với những nói đùa vô tư, những cách suy nghĩ trẻ con vui đến lạ mà tác giả đã khéo léo đưa vào câu chuyện. Cười thì cười thật đấy, nhưng chính chúng ta cũng cảm thấy nhói đau, cay cay khóe mắt vì ẩn sâu bên trong những mẩu chuyện ngộ nghĩnh ấy lại là sự thật bi thương đến đau lòng. Đến với tác phẩm này, độc giả sẽ không khỏi bị ám ảnh, xúc động bởi những câu chuyện quá thật, quá đỗi đau thương,
quá xuống sao và quá lắng đọng trong tâm hồn. Nhân vật chính của câu chuyện, cậu bé Mừng, vì một lý do hết sức trẻ con, thực sự ngộ nghĩnh nhưng đồng thời cũng tràn đầy tình mẫu tử. Ấy là đi tìm cây thuốc để chữa trị bệnh cho mẹ, đã tham gia về quốc đoàn không ngần ngại. Thế nhưng, mãi về sau, Mừng lại bị các anh chiến sĩ, người đồng đội của mình nghi là việt gian. Có lẽ đến cuối cuộc đời, tôi cũng không bao giờ quên được cái cảm giác sống mũi cay xè, khóe mi ướt nhòe vì nước mắt khi đọc lại những lời trăn trối cuối cùng của nhân vật Mừng trước khi em ra đi bước vào cõi vĩnh hằng. Anh ơi, anh đừng nghi em là việt gian nữa, anh hỷ. Có thể nói, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội là một quyển sách vô cùng đặc biệt. Nó có thể làm dậy lên lòng yêu nước tưởng chừng đã ngủ quen của một người dù vô tâm nhất. Nó gần gũi bởi chính những nhân vật cũng bằng độ tuổi chúng tôi. Cuốn sách gieo vào lòng bạn đọc trẻ tinh thần yêu nước, ý thức đấu tranh cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ với non sông, đất nước đã được đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước. Sẽ còn nhiều điều để nói về cuốn sách, nhưng em xin mượn ý kiến của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo để khép lại cuốn sách này. Tuổi thơ dữ dội không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một câu chuyện có thật ở chốn trần gian. Ở đó có những con người tuổi nhỏ đã tham gia vào công cuộc kháng chiến để chống quân xâm lược và bảo vệ tổ quốc. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải đọc sách nhiều hơn nữa nhé. Mỗi ngày chúng ta hãy lựa chọn một cuốn sách để đọc, sách gì cũng được. Đó sẽ tạo ra một thói quen rất tốt cho mỗi người và sẽ là hành trang cho chúng ta bước vào đời. Sách là kho tàng tri thức vô giá mà ở đó cần chúng ta khám phá mỗi ngày. Tuổi thơ của mỗi người sẽ trôi qua thật nhanh. Vì vậy, chúng ta hãy làm thật nhiều điều tốt đẹp để tuổi thơ của mình không bị uổng phí nhé. Ngày nay, còn nhiều bạn bị mất đi tuổi thơ do tham gia vào những trò chơi vô bổ như chơi game điện tử, mạng xã hội. Điều đó không những ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập mà còn hủy hoại đến tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Đánh mất đi một tuổi thơ dữ dội giống như các anh mà tác giả Phùng Quán đã nhắc tới chúng ta. Mình hy vọng rằng với phần giới thiệu sách của lớp 71 hôm nay sẽ tạo ra một thói quen rất tốt cho tất cả các bạn. Mình đã đặt cuốn sách này tại Thư viện Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong. Các bạn hãy đón đọc và trải nghiệm tuổi thơ của mình nhé. Cuốn sách Tuổi thơ dữ dội, tác giả Phùng Quán, nhà xuất bản Văn học, xuất bản năm 2013. Phần giới thiệu sách của lớp 71 đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.